Chiều 21 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, mức án đề nghị cho bị cáo Hằng là 3 đến 4 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, hầu hết các bị cáo đã nhận tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định. Quá trình điều tra xác định, bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Bị cáo Đặng Anh Quân không thừa nhận tội danh, tuy nhiên căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các chứng cứ khác, có cơ sở xác định ông Quân đồng phạm với bà Hằng. Bị cáo Đặng Anh Quân là giảng viên đại học luật, có trình độ, hiểu biết, bị cáo Quân tham gia livestream tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng. Đặc biệt, trong buổi livestream ngày 21 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã xúc phạm danh dự, uy tín của ông Võ Hoài Linh. Trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng là người chỉ đạo, rủ rê, lôi kéo người khác phạm tội. Bị cáo Đặng Anh Quân là người cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội nên phải có hình phạt nặng hơn các bị cáo khác mới đủ sức răn đe. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo đã thành khẩn khai báo, riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen về việc thiện nguyện. Các bị cáo Nhi, Hà, Tân có vai trò không đáng kể. Tại phiên tòa, ông Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Vi Oanh đã rút yêu cầu bồi thường nên ghi nhận.